Rồi, hello anh em, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Các bạn nhìn cái hình này chắc cũng biết là từ cái tutorial trước á, thì mình có hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta làm cái kiểu giống như là poster của MV Người Ta Có Thương Mình Đâu. Thì ở trong cái bước đấy á, nó có một cái bước ngay cái bước đầu tiên luôn là chúng ta tạo ra những cái nhiều hình kiểu như này á. Thì ok, mình có làm cái kiểu clipping mask. Thì ở đây các bạn có thể thấy là đây cái group clipping mask của mình nó nằm ngay đây đó. Thì có nhiều bạn có thể là cảm thấy khó khăn với cái vấn đề là mình phải làm quá nhiều hình như vậy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta làm một cái nó tự động hơn, có nghĩa là Photoshop nó sẽ tự làm cho chúng ta những cái ô vuông kiểu như này luôn. Rồi, thì đây là cái cách đầu tiên ha. Thì cái chức năng đó ở trong Photoshop nó có tên là Contact Sheet. Thì nó nằm ở trong cái file new, file. Các bạn sẽ thấy cái chữ Automate và các bạn sẽ thấy Contact Sheet 2. Phiên bản là những cái phiên bản cũ hơn thì có thể là Contact Sheet 1 hay là như thế nào đấy. Tuy nhiên là cái hoạt động nó cũng gần như nhau thôi. Thì Contact Sheet là cái gì? Contact Sheet á, thực tế là cái hồi xưa mà người ta hay làm, người ta vẫn còn chụp phim á, thì nó không giống như kỹ thuật số của mình bây giờ là bỏ lên Lightroom là thấy một loạt đó, là pick coi cái nào 5 sao á, đây là coi cái hình nào thì mình sẽ chọn, hình nào mình không chọn mình loại ra. Thì hồi xưa người ta phải in hết cái nó ra xong người ta bỏ lên trên cái bảng kiểu như vậy á. Đó, nguyên cái giải phim người ta treo lên xong người ta đánh dấu coi cái phim nào chọn, phim nào bỏ. Đó, thì cái đó người ta gọi là Contact Sheet. Thì ở trong Photoshop thì nó cũng cho chúng ta tạo cái Contact Sheet kiểu như vậy luôn. Đó, nó khá là hay, hồi xưa thôi nhưng mà mình sẽ lợi dụng nó để tạo ra như vậy. Ok, mình sẽ bỏ hết tất cả này đi. Thì đầu tiên là các bạn sẽ phải chuẩn bị cho chúng ta một đống cái hình nhỏ nhỏ như thế. Thì ở đây mình đang sử dụng một cái bộ ảnh của Đào Thanh Tuấn, anh Đào Thanh Tuấn, Tuấn Zero Studio, khá là hay. Và thì đây mình đang có tổng cộng là 94 file, 94 file hay 94 file. Và những cái file này thì mình cũng đã chủ động mình export từ Lightroom á, thì mình chọn kích thước nhỏ thôi. Thì đây mình đã để là cái cạnh long edge, cái cạnh dài nó là 800 để cho cái file của mình nó nhẹ xuống, chứ không là các bạn không để ý vấn đề này mà các bạn để hình góc vô nó sẽ rất là nặng và máy nó sẽ xử lý rất là lâu, nhớ vấn đề này nha. Nếu như các bạn chưa biết cách để mà export hoặc là các bạn không sử dụng Lightroom, mình sẽ có tutorial hướng dẫn các bạn cách để mà giảm cái size hàng loạt luôn cho nó nhanh. Thì đây mình cũng mua một cái bộ kiểu như này. Đầu tiên các bạn sẽ vào file, chọn Automate và chọn là Contact Sheet ha, Contact Sheet một cái thì nó sẽ hiện ra các bạn như thế này chúng ta. Phần Source Image, Source Image là cái nguồn của cái, nói chung là nguyên cái chỗ mà chúng ta chứa file đó, thì mình đang để trong cái folder này đó. Nó sẽ không hiện ra đâu tại vì đang gọi là nguồn mà. Tiếp theo nữa cái phần ở dưới document là cái kích thước của cái hình mà chúng ta sẽ place vào. Các bạn có thể thấy là mình chưa có tạo một cái hình nào mới ha, tại vì mặc định nó sẽ tạo một cái file mới ở trong này. Thì đây mình muốn để kích thước là khoảng cỡ 3000 nhân cho hoặc là 3000 nhân cho 2000 chẳng hạn vậy. 3000 nhân 2000, 72 dpi, tức là dpi đây là 72 dpi pixel trên inch. Pixel trên ấy như vậy dpi. Rồi tiếp theo nữa các bạn để ý phần bên này nó có cái là flatten all layer và mode và bit depth. Thì bit depth các bạn để 8 bình thường thôi, 8 bit bình thường, hình máy tính bình thường. Cái này thuộc về đại khái là các bạn để 8 bit đi. Tiếp theo nữa color thì tất nhiên rồi các bạn sẽ để RGB color và tắt cái flatten all image đi. Flatten on layers để mà nó sẽ phân ra những từng layer để chúng ta thay đổi kích thước. Tại vì nếu các bạn không crop trước á, thì chúng ta có cái ngang, có cái dọc, có cái kích thước nhỏ hơn, có kích thước lớn chẳng hạn thế, thì mình cần phải điều chỉnh lại. Thì đây các bạn tắt cái flatten on layer đi. Tiếp theo cái phần ở dưới này, phần thumbnails, tức là những cái hình đó. Thì ở đây nó có hai dạng, một là crop first và hai là down first. Crop first có nghĩa là nó sẽ sắp xếp cho hình của chúng ta này. Hình của chúng ta nó sẽ đi theo cái hướng là từ trên xuống xong đi lên, đi trên xuống đi lên. Hoặc là crop first là đi ngang xong đi xuống, đi ngang đi xuống, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Còn cái down first thì nó là từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Đó, lại khá là thế, cái hướng nó sắp xếp thôi. Nên là các bạn chọn cái nào cũng được, mình nói nhiều vậy thôi. Rồi tiếp theo nữa column và round. Nếu được tốt nhất á, thì các bạn để ý là cái hình của ông Người Ta Có Thương Mình Đâu á, thì nó là hình vuông, cho nên là nếu được các bạn để hình vuông, ví dụ 3000 nhân 3000. Thì ở đây cột và dòng chúng ta cũng để hai cái số bằng nhau luôn để nó ra được cái hình vuông. Tuy nhiên là mình không thích, mình sẽ để 3000 nhân 2000. Cột thì cột columns là cột thì mình có thể để là khoảng cỡ 10 12. Round thì nó là dòng ở đây mình cũng sẽ để 19 chẳng hạn vậy, ok ha. Thì chúng ta có 12 cột 9 dòng, 12 cột 9 dòng, 12 nhân 9 là bao nhiêu nhỉ? 12 nhân 9 là bao nhiêu nhỉ? Calculator. 12 nhân 9 bằng 108 hình. Thì chúng ta cũng nên để 108 hình ở đây. Thì đây mình đang có 84 file thì mình sẽ copy nó lên là sao cho ra được 100 bao nhiêu nhỉ? Tờ này nó bao nhiêu rồi? Calculate hình như 108 đúng không? 12 nhân 9 bằng 108. Ok. Mình đang có 103 rồi, mình sẽ cần 5 hình nữa, 1 2 3 4 5 copy paste đây. Rồi thì tổng cộng mình đã có 18 hình, 108 hình rồi. Các bạn có thể nhân đôi lên như vậy cũng được, hoặc là như nào đó tùy các bạn thôi. Hoặc là các bạn có thể lựa hình, hoặc là chúng ta chia cột, chia dòng làm sao cho nó hợp lý. Thì ở đây mình sẽ để vậy thôi. Rồi use cái phần mà use auto spacing này thì mặc định mình sẽ tắt và mình để tất cả là không pixel, hoặc là các bạn muốn mà cho nó có cái cạnh nó ra được cái cột nó có cái khoảng trống ở giữa thì tùy các bạn có thể để để bao nhiêu đó, kích thước bao nhiêu đó tùy các bạn để thôi. Thì đây mình đang để 2 pixel đi để cho nó có cái khoảng trống ở giữa cho nó giống. Rồi tiếp theo nữa, thông thường thì nó sẽ bật cái này lên cho các bạn, file name as caption, thì cái này tên file thôi. Các bạn thể uncheck đi cũng được và chúng ta click OK. Sau khi click OK rồi thì tự động Photoshop nó sẽ tạo ra một cái file kích thước là 3000. Hồi nãy mình để 3000 x 2000 đúng không? Và nó place tất cả các hình ở trong cái folder này vào trong đó. Với mỗi định dạng là các bạn thể để ý, một bên là hình, một bên là layer mask ha. Thì bây giờ công việc chúng ta chỉ đơn giản là chờ để Photoshop nó chạy thôi. Tuy nhiên có vấn đề như hồi nãy mình nói rồi đó, ngay từ đầu mình nói đó là nếu được các bạn nên giảm kích thước cái hình xuống để cho nó đỡ nặng cái máy. Tại vì thông thường chúng ta sử dụng cái máy cấu hình không được tốt lắm, và những cái vấn đề này nó thao tác trên rất là nhiều hình, và mỗi cái hình như vậy nó tạo cái layer mask nữa. Cũng may là thằng này không làm smart object chứ còn không nó còn điên cuồng hơn nữa. Thì đại khái là nó sẽ rất là nặng, cho nên là nếu được á thì các bạn nên giảm kích thước nó xuống trước, sau đó thì chúng ta mới chạy tự động kiểu như thế này để cho nó đỡ tốn dung lượng máy tính của chúng ta hơn. Rồi sau khi xong các bạn sẽ có cái kết quả nó kiểu như thế này đó. Phần phía dưới này nó sẽ nó hơi lặp lại xíu tại nãy mình copy ra. Tuy nhiên là nếu được các bạn có thể tính trước, ví dụ như là các bạn có 84 thì các bạn sẽ chia ra là bao nhiêu nhân bao nhiêu đó cho nó phù hợp. Nhưng mà ở đây các bạn để ý này, tại vì nó có cái hình dọc, có cái hình ngang, cho nên là chúng ta sẽ phải chỉnh lại, hoặc là nếu được các bạn có thể tạo cái crop trước cũng được. Như đây chúng ta click vào đây, mình sẽ tắt cái này đi, chọn cái layer, chúng ta bấm Ctrl T, các bạn sẽ phóng lớn hết cỡ lên rồi di chuyển làm sao đấy. Đó thì đây các bạn thể thấy là Photoshop nó sẽ tạo sẵn một cái thumbnail, layer mask như thế này cho chúng ta rồi. Đó, khá là tiện đúng không? Thì bây giờ chúng ta cứ chọn hết. Đâu rồi? Đâu rồi? Như thế này chẳng hạn vậy, mình sẽ Ctrl T mở rộng ra chút xíu, nếu nó nằm ở trên thì chúng ta đưa xuống. Đó kiểu như vậy, nếu được thì đây các bạn có thể thấy là đây là 2 pixel nữa này. Đó, nếu được thì các bạn nên crop trước, hoặc là chúng ta làm như thế nào đó để cái hình của chúng ta nó có kích thước cố định ha, hoặc là kích thước nó các bạn thể tự logic được mà ha. Cái tỷ lệ của hình gốc của chúng ta như thế nào, đó là chia cột, chia dòng, kích thước là sao cho nó hợp lý. Tuy nhiên, cái đó là cái cách để chúng ta add tất cả các hình nhỏ vào trong cùng một file, nó rất là nhanh. Tuy nhiên là rồi nếu chúng ta không chỉnh sửa ngay từ đầu thì chúng ta sẽ phải chỉnh lại thôi, chứ thực tế nó cũng không nhanh bằng, so với nó cũng không khác gì lắm so với cái kia, tuy nhiên nó có nhanh hơn thật. Ok, thì đó là cách thao tác ha. Đừng quên like, share, subscribe và cho mình biết là tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye, mình là Nguyễn Hoàng Phúc.